Thanh Thảo xin kính chào khán giả đài BYN. Hôm nay Thanh Thảo xin được trở lại với cựu chánh án Robert Hinojosa để mà đàm thoại chia sẻ với quý vị một vấn đề mà có lẽ là ai ly dị cũng phải đối diện, đó là vấn đề phân chia tài sản trước tòa án gia đình. Thì ngày hôm nay Thanh Thảo sẽ, khi mà phân chia tài sản gia đình thì có hai cái chuyện đề cập tới. Một là tài sản nào là tài sản sẽ thuộc về riêng của mình. Và cái câu hỏi thứ hai là tài sản nào là tài sản cộng đồng, có nghĩa là tài sản của cả hai người. Và cái thứ ba nữa rằng là giá trị của những phần tài sản này. Và cái điều quan trọng nhất có nghĩa là tòa án sẽ dựa vào những cái lý do, những yếu tố nào để mà phân chia tài sản. Bởi vì khi mà chúng ta, tài sản riêng của chúng ta thì tòa án sẽ không có, cái người quan tòa sẽ không có cái quyền, cái thẩm quyền để mà xen vào, để mà có xét xử tài sản riêng chúng ta. Tuy nhiên chúng ta phải chứng minh đây là tài sản riêng chúng ta. Còn đối với tài sản cộng đồng, có nghĩa là tài sản của hai người, thì cũng không có nghĩa rằng là tòa án sẽ chia ra 50%, 50%. Ông tòa, ông có toàn quyền quyết định để mà phân chia tài sản, không có đồng đều. Có những trường hợp mà Thanh Thảo nói ra rất là thê thảm, là có người chỉ được 5% và người kia được 95% dựa vào một yếu tố nào đó. Thì cái chương trình đầu tiên sẽ nói về cái sự khác nhau giữa tài sản riêng và tài sản cộng đồng, và một ngày nào đó Thanh Thảo sẽ trở lại để mà bàn bạc về những yếu tố nào mà tòa dựa vào, căn cứ vào để mà phân chia tài sản cho công bằng cho cả hai bên. Hello, Justin Hinojosa, welcome back. Would you like to say hi to the audience? Yes, thank you. Come on, VV. Pleasure to be with you again. Thì hôm nay là cựu chánh án đã trở lại Thanh Thảo. Thì cựu chánh án là một người tư vấn về luật pháp gia đình cho Thanh Thảo. Thì tại văn phòng của Thanh Thảo, thì Thanh Thảo chuyên môn làm tất cả những cái vấn đề liên quan đến luật pháp, từ dân sự, hình sự, gia đình đến di trú. Tuy nhiên, để mà bảo đảm một cái chất lượng cao, làm việc rất là hữu hiệu cho thân khách, thì Thanh Thảo có những cái luật sư riêng biệt cho luật gia đình. Tại vì một người chuyên môn làm gia đình thì chắc chắn là họ sẽ có rất là nhiều yếu tố và cái khả năng làm việc trong các hồ sơ gia đình. Thì ông cựu chánh án này thì ông ta là một cái người là tư vấn cho những công ty rất là lớn, những luật sư gia đình, và Thanh Thảo cũng cảm thấy rất là may mắn, và cũng cho cộng đồng chúng ta là ông ta có tình cảm đặc biệt với người Việt Nam, tại ông ta đã từng là một cựu khởi tố trong quân đội không quân ở Mỹ, và ông ta cũng muốn giúp đỡ cộng đồng mình, nên ông ta hỗ trợ văn phòng của Thanh Thảo để mà Thanh Thảo được một cái chất lượng về dịch vụ pháp lý rất là cao, nhưng mà giá cả thì cũng rất là nhẹ nhàng. Thì thank you for coming today. We want to talk about community property today. In Texas, under Texas law, can you tell us the difference between separate property and community property? Yes. Our law divides us property into two categories, separate property and community property. The law doesn't define exactly what community property is. It simply recognizes that there are four ways that you can accumulate separate property. And anything that isn't covered by those four specific ways, everything else then is considered to be community property, but it can be proven to be otherwise. Dạ, kính thưa quý vị, trong luật gia đình khi mà chúng ta đi ra ngoài để mà chúng ta phân chia tài sản, thì có hai dạng tài sản, thứ nhất là tài sản riêng và thứ hai là tài sản chung. Thì luật Texas quy định rằng có bốn phương cách để mà chúng ta xác nhận tài sản riêng. Thì bốn phương cách đó thì ông chánh án sẽ giải thích chúng ta. Nhưng mà những phần tài sản còn lại thì đều được coi như là tài sản cộng đồng, coi như là tài sản chung của hai người. Thì luật của Texas rất là thiên về tài sản cộng đồng, và họ chỉ cho một cái trường hợp ngoại lệ, những cái gì có thể chứng minh là tài sản riêng. Còn bất cứ những cái tài sản nào mà chúng ta có thể nói là tích lũy được trong thời kỳ hôn nhân thì được coi như là tài sản chung. Thì được coi như đây là, có nghĩa là một cái suy đoán của tòa, đây là tài sản chung, nhưng mà thân chủ có thể chứng minh là đây không phải là tài sản chung. Thì đó là một cái gọi là một cái suy đoán, một cái giả định của tòa. The four ways, we've talked about that now, the four ways that community, that separate property can be acquired. First is the party owned the property, whatever it may be, before the marriage. Could have been a house, could have been a business, could have been a vehicle, investments or whatever. Anything owned by a party before the marriage is going to be considered to be separate property of that party. Dạ, kính thưa quý vị,
Cái phương cách thứ nhất để chứng minh tài sản riêng đó là tất cả những cái tài sản quý vị có, dù đó là tiền mặt, một cái mối làm ăn, một cái sự đầu tư, một cái xe, một cái nhà, bất cứ những cái tài sản nào mà quý vị đã có quyền sở hữu trước thời kỳ hôn nhân, có nghĩa là trước khi quý vị kết hôn, thì được coi như là tài sản riêng. The second way is by an inheritance. That means someone has died and has given a party some of the things in the estate. It might be heirlooms, it might be money, it might be a house or land, it could be anything, but anything that is given as an inheritance when someone dies and passes it on, it doesn't matter whether they're married or not. It is, if that's proven to be the case, then that inheritance is that person's separate property, not the community. Dạ, kính thưa quý vị, và cái phương cách thứ hai để chứng minh tài sản riêng đó là tất cả những cái tài sản mà quý vị đã được nhận qua, gọi là thừa kế. Và trong cái luật thừa kế thì chúng ta có hai cách để mà chúng ta thừa hưởng tài sản của một người thân, bạn bè, ông bà chúng ta, hoặc là trong một người trong gia đình chúng ta, có nghĩa là thừa hưởng qua di chúc và thừa hưởng qua cái luật Texas. Là có những người họ không làm di chúc thì tòa án của sẽ quy định chúng ta được một phần tài sản ở đó dưới cái luật về thừa hưởng. Thì đó là những cái phần tài sản riêng. Thì so với cái phương cách thứ hai thì không cần biết là chúng ta đã lập gia đình hay là chưa lập gia đình hay là đang trong một cuộc hôn nhân, thì miễn là sao tài sản này được nhận qua sự thừa hưởng thì nó là cái tài sản riêng của chúng ta. Cái thời điểm là chúng ta có lập gia đình hay không gia đình thì không có quan trọng lắm. Trong khi cái phương cách thứ nhất thì tài sản nào đã có phải bắt buộc cái thời điểm trước hôn nhân thì mới là tài sản riêng. Nhưng mà phương cách thứ hai chỉ cần cái tài sản này được nhận qua cái sự thừa hưởng thì đó cũng được coi như là tài sản riêng của mình. The third way is by gift. Not somebody died, but somebody just decided to give somebody something. Then the gift, if it is in that situation, would be the receiving party's separate property. It doesn't matter whether they were married before or after. Anytime it is a gift, it is considered to be that party's separate property. Dạ, kính thưa quý vị, và cái phương cách thứ ba để chứng minh tài sản riêng đó là mình được nhận cái món quà này qua một cái hình thức gọi là quà tặng. Một ai đó đã tặng cho chúng ta tiền hoặc cổ phiếu hoặc nhà cửa hoặc một bức tranh, hoặc có thể là một con chó, con mèo, thì đây là một cái quà tặng mà cái người tặng đã cố ý tặng chúng ta, thì đó là tài sản riêng của chúng ta. Thì Thanh Thảo xin nhắc thêm là chẳng hạn như là thí dụ như là người Mỹ khi họ làm đám cưới thì thường thường khách tặng cho họ quà, nhưng mà đối với người Việt Nam thì khách hay viết check hay là tặng tiền mặt. Thì nếu mà cái tấm check đó được gửi cho cô dâu, tên cô dâu, thì đó là quà riêng của cô dâu. Còn nếu mà cái tấm check đó được gửi tặng cho cả hai bên thì coi như là đây là một cái số tiền cho cả hai bên, có nghĩa là một người một nửa. Thì trong luật gia đình nó hơi rắc rối là cái tài sản cộng đồng thì đều được chia cho hai người, nhưng mà ngoài tài sản cộng đồng nó còn gọi là tài sản của cả hai, thì có một sự khác biệt nhưng mà sau này Thanh Thảo sẽ giải thích thêm. Nhưng mà mình chỉ cần biết rằng là trong lúc mình kết hôn mà mình có một ai đó tặng quà cho mình thì món quà này là món quà riêng của mình. And the fourth way is that if a party has been injured by someone else and is going to be entitled to receive money in compensation for injuries, the part of the compensation that is given for the personal pain and suffering of the party who is injured, that party's personal pain and suffering will be considered separate property. If a person, for example, is hurt in a car wreck and the car is damaged and it belongs to the family, the repair, replacement of the car, that would be considered community property. But a party who was in the car that got hurt and a specific amount of money is awarded for that purpose, that would be the injured party's separate property. Dạ, kính thưa quý vị, và cái phương thức thứ ba thì nó có liên quan tới những cái gọi là bồi thường cho thương tích cá nhân. Chẳng hạn như là Thanh Thảo có làm về những cái vụ mà tai nạn thương tích cá nhân, gồm có gọi là tai nạn giao thông. Thì như quý vị, Thanh Thảo đã trình bày vào những cái chương trình lần trước là khi mà mình yêu cầu bảo hiểm để mà bồi thường thì có rất nhiều cái mặt khác nhau, có tiền bồi thường khác nhau. Chẳng hạn như là bồi thường về cái sự
gọi là mình nghỉ làm, cái tiền lương mình đã mất mát trong khi mình bị thương tích, và mình đòi thường về cái tiền gọi là đau khổ về thể xác, đau khổ về tâm lý, đau khổ về tâm thần mà mình phải hứng chịu do cái thương tích cá nhân nó đã gây tổn thương cho mình. Và cái tiền thứ ba nữa đó là cho cái người phối ngẫu của mình, nói một cách là có nghĩa là khi mà mình bị thương này nọ đó thì có những lúc á mình mất đi cái mối quan hệ vợ chồng, những người chồng hay người vợ của mình, thì người vợ hay người chồng đó cũng được bồi thường luôn, tại vì cái tai nạn đó đã không làm cho cổ không có mối quan hệ gọi là vợ chồng ân ái với là cái người đụng xe nữa, thì cũng muốn được đòi thường. Thì khi mà có cái bồi thường về tai nạn cá nhân giống vậy thì tất cả những cái tiền bồi thường mà cho người bị đụng xe mà anh ta phải chịu đau đớn, phải đau khổ, thì cái đó là tiền riêng của anh ta. Nhưng mà ngoài ra những cái tiền như là mất mát mà về hóa đơn mà về y tế, hoặc là tiền mất mát lương, thì là cái đó là tài sản cộng đồng, tài sản chung. Còn cái tiền mà đền cho cái người phối ngẫu, người vợ mà để mất mát đi cái tình cảm về thể chất đó mà người chồng không phục vụ được nữa, thì cái đó là tiền riêng của cô ta. Thì nó cũng hơi phức tạp chút xíu, nhưng mà để tóm tắt cho gọn lại là trong một cái sự bồi thường về tai nạn giao thông, thì cái tiền nào mà chỉ đền cho những cái đau khổ cá nhân của người bị đụng xe thì đó sẽ thuộc về tài sản cá nhân cho người đã bị đụng xe. Some of these issues are not real simple. They're not necessarily cut and dried, as we say. For example, with gifts, wedding gifts, in the American culture, typically the gifts are treated as community property. But if there's an argument, then and they go to court over who owns what, the judge will typically find that if the gifts can be identified by one side or the other, then that gift will be considered to be the separate property of the bride or the groom, as the case may be. I understand in the Vietnamese culture that wedding gifts are usually just in the form of money. I don't know of any legal cases that provide that yet for the Vietnamese community, but my guess would be that if you can identify who gave the money and the marriage breaks up, then the person who gave it would probably be treated as a gift to the bride or the groom, as the case may be. But that's the best guess I can give you at this time, because there's no case law, there's no new law to tell us that yet. Dạ, kính thưa quý vị, trong đa số trường hợp thì không phải là cái phân chia tài sản nó rõ ràng, đây là tiền riêng, đây là tiền chung, tại vì có những trường hợp mà nó hơi gọi là không có được rõ ràng lắm. Chẳng hạn như là trong một cái đám cưới thì chúng ta phải xác định coi là cái quà cưới đó là cho chú rể hay cô dâu, và thông thường khi mà ra tòa đó thì cái người mà muốn chứng minh đây là tài sản riêng thì họ phải xác nhận được rất là rõ ràng là cái người cho quà này có ý định cho một người cô dâu hay chú rể. Rất rõ ràng chúng ta phải xác nhận rõ ràng, tại vì nếu không thì ông tòa, người quan tòa họ sẽ thiên về gọi là tài sản cộng đồng hơn. Và trường hợp thứ hai nó cũng hơi rắc rối nữa đó, rằng nhiều khi có những người họ đi làm thì cuối năm có thể là cái người công ty của họ hoặc là những người thượng cấp của họ cho họ một số tiền thưởng gọi là bonus hoặc là quà. Nhưng mà tuy là cái từ nó gọi là quà hay là phần thưởng, nhưng mà thật ra đây là cái tiền mà cái người đó được hưởng do cái công việc của anh ta làm tại công ty đó. Thì trong trường hợp đó thì cái người kia họ có thể tranh luận rằng đây là cái tiền đi làm, cái tiền lời mà từ công việc ra được, thì đó là một cái income, cái tiền đi làm chứ không phải món quà tặng, thì nó là tài sản cộng đồng. Thì trong cái vấn đề gọi là truy tìm và phân loại tài sản riêng, tài sản chung thì có nhiều tình tiết khác nhau và nó rất là phức tạp. Nên nếu mà quý vị có thắc mắc gì thì có thể gọi là tư vấn với luật sư quý vị để rõ ràng hơn. Tại vì đa số thì nó không có đơn giản chỉ là tài sản riêng hay là tài sản chung. And the next question, I know that in the Vietnamese community, there's people always think that if they have title to something, mm-hmm. That belongs to them, separate property. Can you explain a little bit about title? Well, once again, in Texas, the basic question is when and how the property became property of one party or the other. If it is property that was acquired before the marriage, even though it may be just before the marriage, it's going to be treated as separate property. But if basically, if a piece of property is bought
a house is bought just before they get married, and the title is put only in one party's name, and they're still single legally, then under the law, that property is going to still be the separate property of that party. Now, that can be modified simply by putting both parties on the title if they wish to do that. And later on, after they've been married, and if things don't work out, they can always agree on how to divide things. But that are ways to do it. However, if something is in one party's possession and ownership at the time of the marriage, it remains separate property. Dạ, kính thưa quý vị, và đây là Thanh Thảo nghĩ trong chương trình này thì đây là cái vấn đề quan trọng nhất để mà đề cập tới. Tại Thanh Thảo biết là chúng ta có ảnh hưởng tới những cái văn hóa và luật lệ mà khi chúng ta còn ở quê nhà, có nghĩa là khi mà cái người nào đứng tên cái tài sản nào thì cái tài sản đó thuộc quyền sở hữu của người đó. Nhưng mà ở Mỹ này có rất là nhiều trường hợp là khi mà chúng ta, mặc dù là chúng ta ký kết và cái tài sản đó nằm cái title đứng tên dưới tên của chúng ta thì không có nghĩa rằng nó hoàn toàn thuộc về chúng ta. Chẳng hạn như là Thanh Thảo cho ví dụ, chẳng hạn như là hai người đó, vợ và chồng, họ đã kết hôn và sau đó người chồng đi mua một căn nhà và anh ta chỉ đứng tên căn nhà đó mà không có để người vợ đứng tên, và sau đó anh ta ra tòa, anh ta rất là tự tin là nếu mà mình đứng tên nhà này, mình trả tiền cho nhà này thì chắc chắn cái nhà này nó là của cải riêng của mình. Nhưng mà thực tế cái thời điểm mà anh ta mua nhà là cái thời điểm anh ta, cái thân thế của anh ta là một cái người đã kết hôn, thì mặc dù là anh ta đã đứng tên chỉ là tên anh ta độc quyền thôi, nhưng mà nó không có nghĩa là cái đó là tài sản riêng của anh ta, nó là tài sản cộng đồng. Thì Thanh Thảo nghĩ là cái chính sách mà để bảo vệ cho những cái người mà không có, gọi là không có một cái điều khiển, không có sự control để mà quản lý tiền bạc, thì nếu mà tòa cho phép những người mà hễ là họ đứng tên là họ được quyền sở hữu, thì nhiều khi cái đó có thể gây ra một sự bất công cho cái người mà không có quyền tham gia vào cái chuyến giao dịch đó, không biết là tên mình không có trong đó, và hoặc là không có cái quyền gọi là khống chế hoặc là quản lý tiền bạc của mình. Tuy nhiên đây là một cái ví dụ tương đối nó hơi đơn giản, có nhiều chuyện tùy theo trường hợp nó rất là rắc rối. Thì như quý vị đã biết, khi quý vị mua nhà thì cái thời điểm mua nhà, cái thân thế mình có là người kết hôn hay là mình là người độc thân, và sau khi mua nhà mình lấy số tiền lương của mình hay là tiền của hai người để mua nhà, và người nào đó cho mình mượn mua nhà, rồi mình finance ở nhà băng, ai là người ký tên để mà trả nợ, thì tất cả những cái chi tiết đó đều ảnh hưởng tính phân loại tài sản và nó hơi phức tạp. Thì đây là những cái vấn đề Thanh Thảo nghĩ không thể nào giải thích hết trong cái chương trình ngày hôm nay. Thì quý vị có thắc mắc thì có thể email hoặc là gửi gọi điện thoại cho Thanh Thảo. The next question I'm going to have is, can you explain a little bit about who have the burden to prove that it's separate property? Very good question. As I said, the law definitely favors the community property estate over the separate property. And it does that by putting the burden on the party who claims to have the separate property to prove by what we call clear and convincing evidence. Now, that is significant because the general level of proof that our law requires is something lesser than clear and convincing. It's what we call preponderance of the evidence. Dạ, kính thưa quý vị, trong đời sống thì có nhiều sự thật nó xảy ra, nhưng mà những cái sự thật này nhiều khi nó không có nghĩa lý gì hết nếu mà chúng ta ra tòa. Cái gì mà có ý nghĩa đó là những cái bằng chứng mà chúng ta có được. Nên nhiều khi Thanh Thảo cảm thấy là tòa án thì họ sẽ cố gắng hết lòng để mà xét xử một cái vụ kiện cho nó công minh, công bằng. Tuy nhiên nếu mà những cái sự công minh, công bằng đó mà chúng ta không có đầy đủ bằng chứng thì cũng khó lòng mà thắng được. Nên những cái sự thật gì đó thì cũng không có giá trị gì lắm, chỉ có bằng chứng mới là có ý nghĩa thôi. Nên khi mà ra tòa, cái vấn đề có nghĩa là một trong hai người, người nào phải có trách nhiệm và nghĩa vụ để chứng minh cho cái suy luận của mình thì rất là quan trọng. Tại vì sự thật là giống vậy, nhưng mà mình có trách nhiệm chứng minh mà mình không có đầy đủ bằng chứng, nhân chứng, chứng cớ thì mình cũng sẽ không thành công trong vấn đề để mà bảo vệ cho cái quyền lợi của mình. Thì tòa án rất là thiên về
phân loại tài sản như là tài sản cộng đồng. Nên cái người nào đó muốn chứng minh đây là tài sản riêng thì họ phải có trách nhiệm để mà chứng minh. Và cái mức độ chứng minh tài sản riêng nó rất là cao, nó gọi là clear and convincing evidence, có nghĩa là nó phải rất là mạnh và đầy đủ sức thuyết phục rất là mạnh mẽ, gọi là hình tráng. Tại vì thông thường là cái mức độ để mà chứng minh thì nó chỉ ở mức mức độ là đầy đủ, vừa đủ. Nhưng mà khi mà chứng minh tài sản riêng thì nó phải đi cái gọi là cái mức độ chứng minh nó phải cao hơn nữa, và nó phải đạt tới cái gọi là cái mức độ là rất là mạnh mẽ và đầy tính thuyết phục. A better way to understand this is to imagine the scales of justice. You know, the scales of justice are like you've seen it, I'm sure, many times. As the case is developed and lawyers are putting on evidence, the scales tend to do this. They go back and forth. When one lawyer is putting on the evidence, it favors them. Then the other side gets a chance and it comes back. And sometimes it'll go back and forth in the course of a trial. At the end of the evidence, whichever side convinces the court a little more than the other, just however slightly, that is what we refer to as the preponderance of the evidence. And that means that the side that has put on a little more case, maybe a whole lot more case, but a little more case than the other, generally is the side that wins, at least on that point. That's preponderance of the evidence. What we're talking about with community property and separate property, the burden of proof is clear and convincing. It's not just like this. It has to be more like this for the side to win, claiming that the property is separate property. The separate property claimant doesn't start out equally. They start out with the assumption that it's going to be community property, and the separate property person has to prove it by convincing evidence. Dạ, kính thưa quý vị, thì ông chánh án ông cho một cái ví dụ để chúng ta có thể dễ hiểu hơn á, là quý vị tưởng tượng đây là một cái cân. Thì khi mà hai cái luật sư đối phương khi mà ra tòa đó, thì người này có bằng chứng, người kia có bằng chứng, về số lượng có bằng chứng của họ đó làm thay đổi cái vị trí của cái cân, bên này cao hơn, rồi sau đó bên này cao hơn, thấp hơn. Thì thông thường là cái người mà có đầy đủ bằng chứng cao hơn đối phương thì có lẽ là họ thắng. Nhưng mà đối với tài sản cộng đồng thì ngay từ đầu là tòa đã thiên về, có nghĩa là phân loại tài sản là tài sản cộng đồng. Nên cái người mà muốn chứng minh đây là tài sản riêng của mình thì họ, cái mức độ bằng chứng họ cần có phải là cao hơn bình thường. Tại vì khi bắt đầu á, là họ đã một cái gọi là đã bị gọi là thất thế rồi. Cái người, cái gọi là cái suy đoán, cái giả định đây là tài sản cộng đồng, nó đã để cái chiều cân ở đây. Nên mình muốn hơn cái này là mình phải đi lên rất là cao. Nên cái số lượng bằng chứng, chứng cớ nó phải nhiều hơn bình thường. Thì Thanh Thảo cũng xin nhắc á, là vấn đề chia tài sản thì nó được áp dụng cho hôn thú có chứng từ, cái là hôn thú có giá thú, và hôn thú không có giá thú, cái là ở chung, và được ở chung giống như là một cái tình trạng vợ chồng, gọi là common law marriage, hôn nhân ngoài giá thú. Và thứ hai nữa rằng á, là cái vấn đề phân chia tài sản rất là rắc rối, chẳng hạn như là trong cái thời gian đó các đối phương họ có những hành động gì đó, họ có những cái thỏa thuận nào đó để mà thay đổi cái tính chất từ tài sản cộng đồng thành tài sản riêng, hoặc tài sản riêng qua tài sản cộng đồng, hoặc có những cái thỏa thuận họ có trước đám cưới hoặc là sau đám cưới, hoặc là nhiều khi là chỉ là đơn giản là cái quyền chiếm hữu sử dụng, thì nó cũng có thể gọi là thay đổi cái cục diện. Nên chúng ta không thể nào mà chúng ta có một cái gọi là tin tưởng rất là đơn giản là tài sản này có được trong thời kỳ hôn nhân là tài sản cộng đồng. Tại vì có rất là những cái vấn đề nhỏ nhỏ, chi tiết mà nó có thể thay đổi cục diện. Nên cách tốt nhất là nếu mà chúng ta muốn truy tìm một cái tài sản nào đó, chúng ta muốn chứng minh đây là tài sản chung, tài sản riêng, thì chúng ta cần phải tham khảo với một luật sư để luật sư có thể hỏi chúng ta và thu thập hết những cái tình tiết cần thiết để mà giúp đỡ chúng ta biết được cái quyền lợi của chúng ta. Time is up already. Thank you for being with us today. Well, thank you. Yeah. Would you like to say? We and I want to congratulate you on the opening of your law offices. I wish you well. Thank you so much. Vị chánh án có chúc mừng Thanh Thảo có mở một cái văn phòng. Thì Thanh Thảo đã ra trường mấy năm rồi, nhưng mà Thanh Thảo huấn nghiệp ở tòa án gia đình và tòa án hình sự, và bây giờ thì Thanh Thảo chính thức mở một cái văn phòng ở đường Wilcrest 6489. Và Thanh Thảo cũng như là cựu chánh án Hinojosa và cái giáo sư về di trú và những luật sư khác, thỉnh thoảng nếu quý vị có gọi lấy hẹn thì chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí cho quý vị. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Thanh Thảo, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.